Chiều nay đi làm về cái ba mẹ con rủ nhau đi mua đồ. Đây là mình đang ở trong một cái cửa hàng bán đồ thể thao á. Đây là khu bán đồ xe đạp với trượt patin. Mình quay sơ chút xíu cho các bạn xem. Này bán họ cho mình thử, mình đi thử xem là có vừa chân hay là đi được hay không để mình đi rồi mình mới mua. Thì bé nó đang thử, sau một hồi té lên té xuống thì bây giờ cũng đi được chút chút rồi. Đây là bé lớn đang thử đôi màu đen, thử xong rồi mình mua mình đem đi về nhà, mình ra ngoài sân mình chơi. Mang ở đây hay là mang ngoài? Mang ở ngoài mà. Ra ngoài mang hả? Mang ở ngoài mà chứ đâu phải vô trong đây. Đây, đập hộp này đây. Để mùa hè đi chơi, exercise. Con phải cắt cái mặt đó ra. Oh, Này gọi là đi patin. Rồi ra đập hộp xong rồi đi ra ngoài thử nha. Roller leg. Thì đôi giày này mình mua là đôi nó có nó có cái nút để chỉnh nè. Thì cái chân của bé mang số 5 mà mình để ngay số 5. Còn mai mốt lớn đó mà mang không vừa mình nới ra số 6, số 7, số 8. Đó, rất là tiện lợi luôn, mua một lần mang được tới lớn luôn. Okay. Cái này á nó có bốn cái bánh xe vậy nè, gọi là roller lay. Đó, thì nó có hai loại, một cái loại này với một cái loại nữa là roller skate. Nó có bốn cái bánh xe. Nào mình có để cái hình ở trên này cho xem. Thì cái này á thì nó dễ đi hơn cái kia hả? Phải không? Cái Dạ. này Cái này phải bằng một chút. phải ba lần sao? Đây cái kia đâu có. Cái này á thì mình muốn đứng lại á thì cái mũi cái gót chân này là để thắng lại. Còn cái đôi giày roller skate á thì cái mũi chân để Mình thắng lại. Đem ra ngoài sân con mang chứ, con mang đây rồi sao đi ra ngoài? Dạ. Mẹ ẵm ra ngoài hả? Con mang trong nhà mẹ ẵm con ra ngoài. You just pop it out and then when you go outside then you wear them. À, mấy cái bong bóng này là bữa hổm cái video bé gầy bơm bong bóng á. Xong rồi giờ mình đi ra ngoài mình chơi nha, mình thử thôi. Make in Việt Nam. Thấy rồi, make in Việt Nam. Của thầy là ở đâu? Chắc cũng của make in Việt Nam chứ gì. Thấy không? Hàng Việt Nam xuất qua Mỹ chất lượng nó khác rồi nghe. Ok đi. Đây, giờ em ra ngoài sân rồi nè. Bây giờ cho hai đứa nó đi, bé lớn thì biết đi rồi, bé nhỏ thì cũng biết đi nhưng mà lâu lắm rồi không có đi chơi, không có tập. Do mùa dịch bệnh nó không có đi chơi. Giờ ra ngoài đây chơi cho bố quen rồi cái mai mốt mình đi vô cái chỗ đi chơi patin á. Nó mở cửa lại mình vô đó mình chơi. Cái môn này hồi đó đi học là ai cũng mê hết mà ở nhà là mỗi lần thấy đi cái này là bị quýnh thấy mồ luôn. Đi đi, coi hai đứa đi đi. Cái này cho tay đâu quen cho nó trong ở trong mấy cái chỗ ski điện cho tay biết. Tại bên đây khác. Đấy mấy cái này. Đó, mình cũng khoái đi, thích đi cái này lắm mà ở nhà nó thấy là đi là bị la.
Hồi nãy mình có hỏi là bé có muốn lấy đồ bảo hộ, nón, đầu gối và cái cùi chỏ không, thì hai bé nó không có không muốn lấy, bởi vì là nói là đi không giày nè, mình mới học được cái cách mà để làm sao cho khỏi bị té. Thì mình nghĩ thấy thấy cũng hay, cho nên ba mẹ con quyết định không lấy. Hồi còn đi học á, mình thấy người mấy người bạn rồi đi cái này nè, mình thích lắm mà không dám đi, sợ bị té. Với lại ở nhà không có cho, sợ bị té rồi đập đầu hay là gãy tay, gãy chân rồi đó, cho nên không có biết đi, không dám đi luôn. Ba mặc áo ngắn, ba sợ té chảy tay, ba kêu mình đem vô lấy cái áo lạnh cho mặc. Thì mình tập chút xíu như vậy thôi, mình dừng video tại đây nha, tại vì mình bây giờ mình vô còn phải nấu cơm để chuẩn bị cơm cho ngày mai đi làm ăn, rồi hôm khác mình sẽ quay tiếp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.